Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tin nhanh của Tiền Phong TV. Và như thường lệ, sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Cháy lớn tại vườn quốc gia Hoàng Liên, huy động gần 450 người dập lửa, hơn 70 nhân viên bầu cử Indonesia tử vong vì kiệt sức. Nguyễn Hoàng Đức tuyên bố bất ngờ về huấn luyện viên Chu Dê sau khi đoạt quả bóng vàng 2023. Vấn đề mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin trong nước đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19 tháng 2, lực lượng, lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Sapa phát hiện đám cháy đồi cò và rừng trồng tại tiểu khu 286, khu vực Nà Háng, cách trạm kiểm lâm xéo Mí tỷ khoảng 5 km thuộc thôn Sáo Mỹ Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sapa. Theo đại diện vườn quốc gia Hoàng Liên, tính đến 7 giờ sáng nay 20 tháng 2, cơ quan chức năng đã huy động 450 người với đầy đủ trang bị phương tiện đến tham gia chữa cháy và đảm bảo hậu cần. Tuy nhiên do diện tích đất trống, chẳng cỏ khoanh nuôi tái sinh rừng khoảng 25 hecta, trong khi gió rất to nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Hiện các mũi đã kiểm soát được đám cháy, không để cháy lan. Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý đối với Lê Văn Quy, 32 tuổi ở huyện Thanh Trì, Hà Nội về hành vi đạp ngã, đánh người giao hàng tại phường Phúc La, quận Hà Đông. Trao đổi với phóng viên dân trí, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa nhận định hành vi của tài xế ô tô trong vụ việc trên có tính côn đồ, hung hãn, coi thường sức khỏe, thân thể của người khác. Ngoài ra thời điểm bị hành hung, nạn nhân đang chở theo hàng phía sau, luật sư cho biết nếu hành động đạp ngã người chở hàng khiến hàng hóa hư hỏng giá trị tài sản bị hư hỏng từ 2 triệu đồng trở lên. Tài xế ô tô còn bị xem xét xử lý về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ Luật Hình Sự. Sáng ngày 20 tháng 2, theo một nguồn tin của phóng viên, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với HMH 20 tuổi quê quán Bắc Giang để điều tra về hành vi giết người cấp tài sản. Theo nguồn tin bước đầu qua lời khai của Hát và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nghi phạm đã sát hại chị Lê Thị Thùy Lờ và cướp tài sản của nạn nhân, trong đó có chiếc xe máy. Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi mất tích từ ngày mùng 7 Tết là một chung cư mini nằm bên trong ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trung cư này có 6 tầng và một tum, hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023. Thi thể chị L được tìm thấy tại một phòng ở tầng 3, bên trong nồng nặc mùi dầu gió. Được biết, chị L là quản lý của chung cư mini chain. Đang lưu thông qua Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội, ô tô đầu kéo bất ngờ làm rơi ba cuộn inox nặng hàng tấn xuống đường. Vụ việc khiến một ô tô bị hư hỏng phần đầu. Sáng 20 tháng 2, trao đổi với phóng viên Việt Vietnamnet, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người và chạm với cuộn inox khiến đầu xe con bị hư hỏng móp méo đèn pha vỡ nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tài xế xe container răng buộc không kỹ và khi phanh gấp làm xô đẩy cuộn thép đặt phía sau thùng xe dẫn đến vụ tai nạn giao thông nội dung tiếp theo của bản tin ngày hôm nay sẽ là phần tin tiêu điểm Vụ tai nạn thương tâm trên đường cao tốc Cam Lộ La Sơn ngày 18 tháng 2 khiến 3 người tử vong. Nhiều người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn đã tìm cách sơ cứu di chuyển nạn nhân ra khu vực khác. Theo bác sĩ Huỳnh Bá Tản, từng làm tại Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay còn nhiều sai lầm trong sơ cứu tai nạn giao thông như bế tốc nạn nhân ra khỏi hiện trường, gây tổn thương tủy sống cổ và tủy sống thắt lưng, chảy máu nhiều hơn, làm di lệch cắt xương, tổn thương thần kinh hoặc chèn ép mạch máu. Theo bác sĩ Huỳnh Bá Tản, thứ nhất phải giữ an toàn, xem xét tình huống để đảm bảo an toàn cho cả người sơ cứu và nạn nhân, cần lưu ý nguy cơ cháy nổ, điện, khí độc. Thứ hai, liên hệ người hỗ trợ. Bạn nên gọi một một năm và những người gần đó tới giúp, xem bệnh nhân có ngừng tim hay không. Nếu họ ngừng tim, có thể bóc bóng, hả hơi thổi ngạt để duy trì đường thở trong lúc chờ lực lượng y tế. Nên đặt nạn nhân nằm thẳng cố định cuộc sống cổ với trục cơ thể. Thứ ba, cầm máu cố định xương gãy. Bạn có thể gọi 115 nhờ hỗ trợ hướng dẫn sơ cứu cầm máu vết thương, băng bó cố định trong trường hợp gãy chân. Việc xác định nạn nhân đã tử vong hay chưa nên do lực lượng chuyên môn vì nếu thiếu kinh nghiệm có thể mất cơ hội cấp cứu cho nạn nhân. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được một chiếc xe hơi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin như một món quà để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 20 tháng 2. Em gái của ông Kim đã lịch sự chuyển lời cảm ơn của ông Kim Jong Un tới ông Putin thông qua các đại diện Nga. Đồng thời nói rằng món quà này là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Kim được cho là một người đam mê xe hơi và có một bộ sưu tập xe nước ngoài. Hãng Bloomberg Mỹ dẫn thông báo của chính phủ Indonesia cho biết, tính đến nay ghi nhận 71 nhân viên tử vong vì kiệt sức sau cuộc tổng tuyển cử kéo dài một ngày diễn ra hôm 14 tháng 2. Chủ tịch Ủy ban Tổng tuyển cử Indonesia Hasyim Asyari trong một cuộc họp báo ở Jakarta hôm 19 tháng 2 còn cho biết khoảng 4.000 người khác bị ốm trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 2 do mệt mỏi sau khi tham gia công tác hỗ trợ ở cuộc tổng tuyển cử. Vì vận hành quy trình bỏ phiếu ở Indonesia, đòi hỏi phải làm việc suốt ngày đêm để phân phát, đếm và báo cáo về hàm phiếu bầu bằng giấy. Quy trình này có thể kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa. Hôm qua, Nguyễn Hoàng Đức chính thức trở thành chủ nhân của bóng vàng Việt Nam 2023. Cho dù trải qua năm 2023 không quá thành công, nhưng ngôi sao của thể công Việt Theo vẫn nhận được nhiều phiếu bầu nhất. Vượt qua Phạm Tuấn Hải và Đặng Văn Lâm để giành giải thưởng cá nhân cao quý này. Sau khi nhận giải Quả bóng vàng năm 2023, tiền vệ 26 tuổi này khẳng định, anh và huấn luyện viên Zuje hoàn toàn không có khúc mắc. Ngôi sao của thể công Viettel cho biết, tiếc nối lớn nhất của tôi trong năm vừa qua chính là dính chấn thương và bỏ lỡ Asian Cup 2023. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Indonesia. Nguyễn Hoàng Đức hứa hẹn sẽ tái xuất trong dịp này nếu đạt thể trạng tốt nhất. Những thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý độc giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.